và uh, Audio xin kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh mỹ bãi trên toàn quốc. Đã tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay. Ti Audio tiếp tục làm một clip giới thiệu những sản phẩm tiếp tục cập bến với Ti Audio. Đó là một trong những dòng đẩy quen thuộc mà bên Ti Audio từ trước đến nay hay cung cấp đến những quý vị anh chị em yêu đam mê những các thiết bị âm thanh mỹ bãi. Đây là một trong những dòng QSC mã đời là 4.0 đẹp một cách xuất sắc để phục vụ đến quý vị anh chị. Những dòng đẩy QSC nó có giá thành dễ chịu hơn những các dòng đẩy khác. Ví dụ như so với những con Lab Ruben hoặc những con Crown hoặc những con Power Shop vân vân Thì dòng QSC nếu như công suất ngang ngửa với nhau thì QSC nó sẽ rẻ hơn được rất là nhiều. Nhưng chất âm của dòng QSC nó mang lại thì con QSC nó có một chất âm cũng rất là trong sạch và tiếng của dòng QSC thì nó mềm và dẻo. Vì vậy nên những quý vị anh chị nào mà thích nghe cái chất âm trong sạch, mềm và dẻo thì chúng ta nhắm tới những con QSC này. Lúc trước Tiêu Đô cũng đã từng bán những con QSC 4.0 này cho rất là nhiều bác mà về bác nào cũng khen nó rất hay. Bởi vì nó cũng là một trong những các dòng được sản xuất tại Mỹ thì nó là một trong những dòng chất rồi. Những con QSC 4.0 này nó mang lại cho chúng ta với công suất do hãng sản xuất thiết kế với chế độ 8 ohm. Nó đưa ra là 1000W cho một kênh. Và ở chế độ 4 ohm nó sẽ mang cho chúng ta được 1600W cho một kênh. Và ở chế độ 2 ohm nó sẽ là 2000W cho một kênh. Về tình trạng, về độ đẹp của những con QSC thì bên tỷ Audio luôn luôn tuyển những các hàng được tuyển chọn về với t Audio khẳng định nó là đạt tiêu chuẩn về độ đẹp một cách xuất sắc cũng như về độ zin độ trị để phục vụ đến quý vị anh chị chúng ta yêu những con QSC như này những con 4.0 này nó là dòng nguồn sung nên trọng lượng nặng của nó chỉ trên dưới 10 cân Đấy, 3 con và tiêu đô vẫn đang tiếp tục về tiếp những con khác nữa Đấy, tình trạng về độ đẹp thì luôn luôn những các thiết bị về với Audio luôn luôn được mở máy kiểm tra một cách chính xác và cũng là để làm video luôn để quý vị anh chị chúng ta cùng xem chúng ta cùng tham khảo để đánh giá về chất lượng của dòng sản phẩm ở chúng ta thấy từ những các cái thiết bị ở bên trong những các sợi dây tuy lâu năm đấy, nhưng mà những các cái từ những các cái sợi dây nó còn rất là đẹp đấy, còn mới và sáng cảo từ những các cái con tụ nhỏ như thế này Đấy, từ những các cái thiết bị, những các cái đầu dây Còn rất là mới và rất là đẹp đấy, Từ những các cái cục này Từ những con tụ này đấy, Các cái sợi dây bẹ Và tất cả trong máy Và chúng ta nhìn Sơ qua chúng ta cũng đã biết được Cái độ đẹp của chất bãi như này Nó là quá đẹp rồi đấy, Quan trọng là những quý vị anh chị nào Nằm trong cái niềm, đam mê Và hiểu về những con si này Đã được nghe và đã được uh, trải nghiệm thì uh, chúng ta sẽ tìm để chơi những con như này. Đấy. Máy thì uh, như này nó là khỏi phải bàn về độ đẹp rồi. Về độ zin, về độ xịn. Uh, từ những các cái mặt trước cho đến những các cái nội thất ở bên trong. Dòng sản phẩm QSC này được trang bị cho chúng ta với 28 con sò to. 28 con sò to, tức là đây là 1 2 3 4 5, 6 đôi 6 đôi và bên đây một đôi là 7 đôi tức là 14 con Vậy thì bên trên là 14 con và bên dưới là 14 con tức là 28 con và bên đây được trang bị cho chúng ta những con bù áp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đấy, 2 9 18 tức là trên 18 con bù áp nhỏ thì dưới cũng sẽ là 18 con là 28 16 là thành 36 con bù áp và 28 con lớn quý vị anh chị em nhé. À tuy nhiên thì những các cái dòng sản phẩm của Mỹ thì người ta không trang bị nhiều quá nhiều sò giống như những con đẩy của Việt Nam hoặc Trung Quốc. Con đẩy của Việt Nam hoặc Trung Quốc thì thường thường 50 sò, 70 sò, 65 sò vân vân. Nhưng mà của Mỹ thì nó chỉ tầm độ vài chục con và nó đã có công suất mạnh rồi. Đấy. Đây là phía sau của dòng sản phẩm được trang bị cho chúng ta một chiếc quạt gió, Đấy. một chiếc quạt gió để khi chúng ta sử dụng thì chiếc quạt gió này sẽ thổi ngược vào và làm mát máy. Đấy. Đây là những con <laughs> thứ hai, tất cả đều được tuyển chọn một cách đẹp xuất sắc để phục vụ đến quý vị anh chị. Và những con này thì lúc trước thì đô đã từng bán những con này rất là nhiều cho những quý vị. Cũng có những quý vị anh chị là niềm đam mê với những con crow. Đấy. Ở khi ở nhà thì xác định là đến chỗ tị để tham khảo và sẽ chơi những con crow. Đấy. Tuy nhiên ở khi đến đây thì đô có rất là nhiều những các cái mã đẩy, mã đời khác nhau của nhiều quốc gia khác nhau. Thì quý vị anh chị thích nghe con nào thì tiêu đô ghim con đó để quý vị anh chị chúng ta cùng nghe à, tuy nhiên khi nghe xong thì các bác lại bê những con QSC như này Đấy. bởi vì tại sao nó có cái chất âm mà mềm mại dẻo mà cái giá thành thì nó lại hợp lý hơn nói ví dụ những con crowd mà có công suất ngang ngửa với con này bây giờ nó dao động từ 27 đến 30 triệu Đấy. Tuy nhiên những con QSC này bên Tị Audio với thời điểm hiện tại nó là trên dưới 20 triệu quý vị anh chị em nhé. Giá hiện tại nó là trên dưới 20 triệu. Còn quý vị anh chị nào chúng ta thật sự tìm hiểu về những con này mà chúng ta đã biết được về chất của nó. Chúng ta có nhu cầu sử dụng chúng ta hãy liên hệ cho Tị Ninh Bình bằng số điện thoại này để được tị tư vấn thêm và báo giá một cách chuẩn xác nhất để quý vị anh chị chúng ta có thể dễ tiếp cận để mua những con QSC 4.0. Ở ngoài QSC 4.0 thì sơ bộ chúng ta thấy tỷ Eudo còn rất là nhiều những các cái mã đời khác nhau từ nhiều quốc gia để phục vụ cho quý vị anh chị em niềm đam mê thỏa thích của mỗi người và mỗi một tập quý vị anh chị có một cái sở thích khác nhau. Và một video ngày hôm nay tuy ngắn nhưng quý vị anh chị được xem về những các cái nội thất ngoại thất của dòng sản phẩm Đấy, một cách chi tiết để chúng ta cân nhắc mức tài chính cũng như đánh giá về chất lượng về độ đẹp trước khi chúng ta sử dụng sử dụng những con QSC này và bây giờ thì tiểu đô xin dừng clip tại đây xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip tiếp theo